Thưa quý vị, trong số hàng ngàn thanh niên Đà Nẵng lên đường nhập ngũ hôm nay, có không ít trường hợp với hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Đó là câu chuyện của gia đình em Nguyễn Hiểu Huy, Việt kiều Úc vừa trở về Việt Nam định cư. Tuy cả gia đình vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm với cuộc sống mới, nhưng không vì vậy mà nề hà nghĩa vụ của một công dân Việt Nam, nghĩa vụ cống hiến cho đất nước. Theo gia đình sang Úc từ nhỏ và chỉ mới trở về Việt Nam vài tháng gần đây, em Nguyễn Hiểu Huy là một trong những tân binh của thành phố Đà Nẵng trong đợt tuyển quân năm 2023 này. Em cho biết do sinh sống và học tập ở Úc đã lâu, nên khi trở về quê hương em còn rất nhiều lạ lẫm. Tuy nhiên, không vì vậy mà em ngại thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đối với em, đi lính là có thể cống hiến cho đất nước. Ban đầu, gia đình em dự định ở Sài Gòn, nhưng vì Đà Nẵng là một không gian tốt, là mùa hôm huyết trong lành nên ba em chọn ở đây. Còn về việc đăng ký tham gia nghĩa vụ là vì em là một công dân Việt Nam chân chính nên ở tuổi em thì em chỉ muốn rèn luyện bản thân em và cống hiến cho đất nước thôi ạ. Gia đình Huy qua Úc đã gần 20 năm và đã có thẻ thường trú ở quốc gia này. Tuy nhiên, năm 2021, gia đình vẫn quyết định trở về quê hương. Có lệnh gọi nhập ngũ, tuy ban đầu có lo lắng, nhưng được sự động viên của người thân và chính quyền địa phương, gia đình đã động viên Huy lên đường nhập ngũ. Bây giờ em học ở bên Úc xong, em về Việt Nam thì cũng chưa có tiếp xúc ở ngoài đời nhiều á. Thì cô nghĩ nên nếu mà có cái đợt để em được đi lính thì cô cũng mừng để cho em có sức khỏe. Vì em vô trong đó thì nếu mà sau này em có đóng góp được gì cho xã hội mình thì em cô cũng mừng. Trong quá trình làm công tác vận động với em thì chúng tôi cũng có hướng dẫn một số cái nội dung liên quan trong quá trình sống và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị để làm sao để em hòa nhập được với cái môi trường trong quân ngũ để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của gia đình cũng như là địa phương giao. Năm nay, thành phố Đà Nẵng có nhiều gia đình, có cả hai anh em ruột tình nguyện nhập ngũ. Đây là điểm mới cho thấy môi trường quân đội đã ngày càng trở thành điểm tựa học tập và trưởng thành, được nhiều gia đình tin tưởng gửi gắm con em mình rèn luyện. Đồng thời càng khẳng định, màu áo lính vẫn luôn là niềm tự hào thiêng liêng đối với các em, những tân binh đã sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.